Đây là chi tiết chứng minh đây là cái xe toàn cầu. Xe toàn cầu là gì? Là xe bán được ở Mỹ, bán được ở châu Âu, bán được ở Úc, bán được ở những thị trường khó tính nhất trên thế giới. Chiếc xe này là chiếc xe mà các bạn sẽ có thể gặp ở Mỹ, gặp ở Úc. Và tiêu chuẩn an toàn của nó cũng giống như những xe bên kia. Đây là chiếc Honda CR-V phiên bản mới 2023. Phiên bản này thì chúng ta sẽ thấy là một sự thay đổi hoàn toàn của Honda trong thiết kế phần đầu xe, phần thân xe. Nói chung là đây là một lần all new, thay đổi hoàn toàn của Honda luôn. Chiếc CR-V mới bây giờ thì chúng ta nhìn phần đầu xe, nó đã tương tự như những cái xe trong gia đình của Honda. Trước đây chúng ta sẽ thấy là HR-V thì kiểu dáng khác, BR-V thì kiểu dáng khác, thì CR-V kiểu dáng khác. Còn bây giờ là thiết kế chung của Honda cho chúng ta cảm giác là khi nhìn vào phần đầu xe thì đã là xe Honda thì nhìn vào là nhận ra liền. Đây, phần đầu đã khác biệt hoàn toàn. Đèn bên dưới gồm 3 cụm đèn LED và cũng sử dụng cái hiệu ứng ánh sáng, đó là cái dải sáng hắt vào. Cho nên là đèn DMI nè. Bên dưới này chúng ta sẽ thấy là cái phần gốc tới cao hơn cái đời cũ. Có cảm giác là phần gốc tới nó cao hơn. Còn hai bên hông là hai cái đèn bi, và hai cái đèn này có nhiệm vụ là làm đèn sương mù. Rồi, như mình đã nói lúc nãy thì chiếc Honda CR-V mới chúng ta sẽ có hai cái mắt mèo hai bên. Hai mắt mèo này là một điểm chứng minh rõ ràng xe Honda CR-V là xe toàn cầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào khu vực thân xe. Thì các bạn sẽ thấy là Honda đã có một cái thiết kế chung từ phần đầu xe tới phần thân xe ra phần đuôi xe bởi một cái đường gân như thế này. Để làm gì? Để chúng ta nhìn thấy cái thân xe nó dài hơn, nó rất là dài. Đây, các bạn nhìn nè, thân xe nó dài lắm. Và đồ xịn nè, vỏ Michelin E-Primacy. Nhiều hãng xe khác thì sử dụng vỏ Hankook. Một điểm tiếp theo mà các bạn sẽ thấy sự khác biệt đó là cái kính chiếu hậu đã được đưa xuống cửa. Kính chiếu hậu đưa xuống cửa để làm gì? Chúng ta ngồi trong xe chúng ta nhìn nó sẽ bị tù túng. Chút nữa mình lái cho mình sẽ cho các bạn coi cái điều này rõ hơn. Cứng cáp không? Chắc cú không? Đó, cửa xe toàn cầu nó phải vậy. Và một điểm quan trọng nữa, đây, mở cửa ra cho bạn coi. Cái chỗ này có thêm miếng ron. Khi chúng ta đóng lại á thì cái chỗ này nó sập. Cho nên nó sập, và bước vào trong xe, những cái xe cao như thế này khi bước vào nó không làm các bạn dơ quần. Ha, nó không làm các bạn dơ quần. Cho nên mấy ông mà mua cái xe này về tuyệt đối không gắn thêm cái bệ bước nha. Người ta đã thiết kế như thế này để làm gì? Để chúng ta bước vào không có dơ chân. Về mua về tốn tiền gắn cái bệ bước. Xong rồi lúc nào mà đi trời mưa xong bước xuống đụng quần cũng bị dính cái vết dơ. Đó là cái phải nói là tốn tiền mà một cách nó tự ái nó chứ. Nói chung là vậy. Rồi. Ok, chúng ta đóng cửa lại. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy khu vực này. Có một cái điểm đặc biệt đó là gì? Chúng ta không còn cảm giác là nó bị cục cục như cái đời cũ. Đời này thì thấy một điều rõ ràng là nhìn nó bầu hơn, nó dày dặn hơn và nhìn nó đẹp hơn. Phải nói công nhận một điều đó là ở cái vị trí cục C và cái phần đuôi xe nó đã đẹp hơn rất là nhiều. Còn phần thiết kế của đèn xe phía sau, cái này chắc mình không miêu tả đâu. Tại vì người thấy thế này, người thấy thế kia, bản thân mình thấy cũng ok. Rồi, mình sẽ mở cho bạn coi cốp xe. Quá, wow, nhiều đồ quá vậy. Rồi, đây có thêm cái hộc này để chúng ta có thể giữ đồ phía trên. Nếu gặp hai cái ghế lại thì chúng ta sẽ có một không gian để đồ rất rộng ha. Sorry mọi người, đây là cái áo trùm xe mà mình không biết cất đi đâu cả. Buộc phải để đây. Nếu mà chúng ta để đồ vô thì sẽ để được 4-5 cái vali lớn. Cho nên là các bạn cứ yên tâm về không gian để đồ phía sau. Và xin nói với bạn luôn là clip này mình sẽ không review hàng ghế thứ ba, tại vì ở phân khúc xe này hàng ghế thứ ba là dành cho ông nít ngồi, đừng đòi hỏi. Ok, mình sẽ nói tiếp ở hàng ghế thứ ba này vì là cho ông nít ngồi, cho nên chúng ta sẽ không có chỗ để ly. Thiết kế rất thông minh của Honda này đó. Và đặc biệt là khi nhìn lên phía trên các bạn sẽ thấy là có cửa gió máy lạnh cho hàng ghế thứ ba luôn nè. Đó, cho nên là người ngồi hàng ghế thứ ba là có thể tự điều chỉnh cửa gió máy lạnh thổi vào người mình, chứ không phải như là những cái xe khác mà ngồi hàng ghế thứ ba là sẽ rất khó chịu về nhiệt độ. Ồ, bên dưới này còn cái hộc để đồ nè. Hộc này thì các bạn có thể qua cái hộc này giấu đồ đã lắm luôn á. Mấy ông coi thì nhớ lướt qua khúc này nha.
chỗ này để đồ đã lắm á. Cất quỷ đen là tuyệt vời luôn. Rồi chỗ này chúng ta sẽ có hai cái nút, một cái nút là bấm đóng cửa như mọi khi. Nếu nhấn giữ thì chúng ta có thể set được độ cao của cái nắp này. Ngoài ra thì có cái nút walk away lock, có nghĩa là khi chúng ta nhấn vào và chúng ta đi ra khỏi cầm theo chìa khóa, nó sẽ tự động đóng. Nói chung là như vậy. Có một chi tiết rất là hay nha, mình mới khám phá ra. Đây, trên cái kính này cũng là cái kính có cái sưởi kính phía sau để làm tan nước mưa. Nhưng mà các bạn sẽ để ý, ngay chỗ vị trí của cái gạt mưa sẽ có nhiều hơn các điểm điện trở. Để làm gì? Để tại vì cái chỗ này nó sẽ được hứng nước mưa nè, nó sẽ động nước mưa nè. Đó, thì nếu như mà nó không có tan cái nước mưa trên cái gạt mưa thì chúng ta gạt nó sẽ bị lem. Còn ở đây nó có thêm cái chi tiết này sẽ giúp cho khi chúng ta trời mưa xong thì nó sẽ khô cái gạt mưa và chúng ta gạt mưa nó sẽ sạch hơn. Một chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà thể hiện một cái sự cố tình thiết kế của Honda. Rồi, Yose, Honda CR-V mới. Có gì khác ta? Khác nhiều lắm trời ơi, từ màn hình nè, cần số đưa xuống bên dưới nè, vật liệu nè, trên đây nhựa mềm nè, vô lăng thì giống chiếc Civic. Và một điểm mình rất thích cái xe Honda là gì? Đó là nó có rất là nhiều hộp để đồ các bạn. Đây hai hộp, đây một hộp nữa. Bên trong đây là cái cổng sạc, cái chỗ sạc không dây. Rồi kế bên là cái chỗ để đồ nữa. Rồi trong này chúng ta lại có một hộp để đồ lớn nữa, rất là lớn. Và các bạn nào đã đi xe Honda rồi mà qua những hãng xe khác thì có lẽ là sẽ cảm giác một tí xíu gì đó khó chịu bởi vì thiếu những cái chỗ để đồ. Honda còn tinh tế thêm cái chỗ này để chúng ta có thể kẹp giấy tờ vào hoặc là kẹp thẻ gì đó. Đây có kính nè, kính có đèn luôn nè, kính có đèn soi luôn. Bữa nay mình đen quá. Rồi các bạn sẽ thấy ghế. Đây, cái ghế thì đã được Honda làm cho có thêm hai cái gờ hai bên. Để làm gì? Để chúng ta khi ôm cua á, nó ôm lấy cái người chúng ta. Ngồi xe thì cái ghế mà nó giữ cái người mình lại thì mình cảm giác là nó yên tâm hơn. Nói chung là vậy. Trên đây chúng ta sẽ thấy là trên cửa nè, vật liệu là da ngay chỗ để tay nè. Trên đây là nhựa mềm nè ha. Rồi nhựa bóng nè. Nói chung là Honda làm chiếc này phải nói về vật liệu là ok, ổn. Có thêm nhớ ghế số 1, số 2 nè. Và đặc biệt là khi chúng ta mở cửa ra, nó sẽ có... Nói chung mở cửa ra thì... Đây, để mở cho mọi người xem. Tắt máy mở cửa nè. Nó sẽ đẩy mình ra nè. À, như xe sang luôn. Như xe sang luôn. Nói chung là mình thích cái tính năng này của Honda. Và cho mình cảm giác là chúng ta đang đi một cái xe khá xịn. Chứ không phải là chỉ tầm giá khoảng 1 tỷ. Đó. Rồi, màn hình thì sẽ có một cái kim là cái kim thật và một bên là màn hình LCD ha. Chứ không phải là hai cái kim như đời cũ. Chỉ có một bên là kim thật thôi và vòng tốc độ thì vẫn còn là kim thật. Cái màn hình kích thước cũng vừa phải trên này. Đó, Apple CarPlay không dây nha. Không dây nha mọi người. Đây điện thoại trong túi mình này. Các phím bấm trên này. Các bạn có thể coi trip, coi các ứng dụng của hệ thống à. Đó. Về phần thiết kế của nội thất này thì các bạn sẽ thấy một điểm đó là nó khá giống với Civic, khá giống với City và khá giống với HR-V. Xe Honda bây giờ là họ thiết kế bên ngoài và bên trong tương đối giống nhau, chỉ khác nhau về cái không gian và một tí xíu về kiểu dáng thôi. Các bạn sẽ thấy một cái điểm tương đồng nè, cái chỗ chỉnh máy lạnh nằm sau một cái lưới tổ ong. Mà trên này thì có hình hoa văn, hình quả trám nè. Đó. Bên này lại có thêm một hộp để đồ nữa. Hộp này thì không lớn đâu các bạn, hộp vừa phải thôi, nhỏ nhỏ thôi. Trong đây chúng ta sẽ có cổng nguồn ngồi thuốc, cổng USB-C, USB-A. Có nút điều chỉnh trên này là điều chỉnh cái hệ thống máy lạnh phía sau. Và cũng như những xe Honda trước, cái nút engine start stop nó không có sáng bình thường mà nó chớp lên y như kiểu nhịp tim gì đó. Honda họ luôn nhét một tí xíu gì đó cảm giác thể thao vào trong cái xe của họ. Kính thì có tính năng chống chói, có nút mở nè, mở tắt tính năng chống chói nè. Có túi khí rèm luôn nè, một trong những cái mà khiến cho Honda cảm thấy rất yên tâm khi mua xe. Bên cửa chúng ta cũng có thêm hai hộp để ly nữa. Nói chung ở vị trí ngồi thì ổn, không có gì để chê.
vật liệu ổn, vô lăng ổn, cầm nắm đã, vô lăng không quá to. Honda làm cái hàng ghế thứ hai này thông minh quá trời luôn á. Này coi nè, có nghĩa là khi chúng ta giật cái lẫy trên cái ghế á, thì chúng ta bật lên là bật nguyên cái ghế vậy luôn nè. Để làm gì? Chúng ta bước vô hàng ghế thứ ba nó sẽ dễ hơn, không phải là gặp hai bước nữa. Đó, hay quá. Còn để điều chỉnh lưng độ ngã thì chúng ta chỉnh ở đây. Đó. Còn tới lui thì chúng ta sẽ... Đó, đây là chỗ chỉnh tới lui nè. Còn chỉnh độ ngã lưng ghế thì cái này. Còn để mà mở đi ra phía sau thì ngay trên cái vai của các bạn. Đây, chỗ này là để chỉnh mở đi ra phía sau. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn coi để chúng ta dê ra phía sau coi thử ha. Đó, các bạn có thể điều chỉnh tới lui. Nó có một tí xíu hỗ trợ khi chúng ta chỉnh tới, không cần phải dùng chân nhiều. À, chỉnh lui thì chúng ta đẩy ra, chỉnh tới thì nó có một tí xíu hỗ trợ, cho nên là cái lực, tại vì cái lực mà dùng chân mà đẩy ra vậy thì nó dễ, nhưng mà cái lực kéo vậy nè thì đôi khi cơ chúng ta sẽ không chịu nổi, thì nó có một tí xíu gì đó hỗ trợ. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có cửa gió máy lạnh phía sau. Đây, cửa gió máy lạnh phía sau. Đơn giản thôi. Rồi hai cổng USB-C hộc để đồ. Cũng không có nhiều cái để nói ha. Đặc biệt là phía sau chúng ta ngoài cái loa đồng trục ở trên cửa thì chúng ta còn có thêm một cái loa chép trên đây nữa. Thì âm thanh ngồi phía sau nó cũng ổn hơn. Và các bạn thấy mình là một người cao 1m76, nhưng mà ngồi đây thì cái đầu của mình còn cách trần một khoảng khá nhiều, cho nên là chiếc xe này là chiếc xe ổn. Và các bạn, ngoài cái cửa gió máy lạnh ở dưới, chúng ta còn có một cửa gió máy lạnh trên đầu nè, có thể điều chỉnh được. Cho đây chúng ta sẽ điều chỉnh nè, 1, 2, 3 nè. Đó, chúng ta chỉnh gió trên này. Ok, về không gian hàng, vị trí hàng ghế thứ hai thì mình thấy là chấp nhận được, ổn, ngồi rộng chân. Để coi ngửa coi, ngửa ra hết cỡ rồi, ngửa ra hết cỡ rồi, nó chỉ nằm ở mức này thôi các bạn, không có ngửa ra hơn được nữa. Rồi, đây chúng ta sẽ có một cái chỗ để tay và để ly. Chung mà để người hàng ghế thứ ba mà ngồi được á, hàng ghế thứ hai cũng phải hy sinh tí xíu. Và Honda họ làm cái chỗ để chân nè, các bạn thấy không, mình nhét nguyên cái bàn chân vô để ngồi thấy rộng rãi hơn. Cũng được. Và mình cảm giác là cái chỗ này Honda họ làm để chúng ta bước ra dễ hơn thì phải. Đây, đúng rồi. Ồ, họ cố tình làm để chúng ta bước ra dễ hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước lên xe và lái một vòng thôi. Là bây giờ mình sẽ lái chiếc Honda CR-V, hay còn gọi là CR-V đời 2023, giảm mới lạnh đây coi. Trời, mới lạnh đời này nó mát, nó lạnh lắm luôn á. Không phải là mát nữa mà lạnh luôn á. Thực ra thì khi bước vào nội thất của xe CR-V này, mình cảm thấy một cái điều mình thích nhất đó là cái vị trí cần số. Cần số nó không có còn nằm lưng chừng ở trên cái táp lô như cái đời cũ á. Táp lô đời cũ nó cứ nằm lưng chừng cái này, cứ mỗi lần cái mình muốn mà vô số thì phải đưa tay lên vô số. Và đặc biệt là khi lái xe mình không cầm được cái cần số. Mình là một người vẫn còn giữ cái thói quen từ hồi đi số sàn, cho nên là lái xe phải cầm đụng vô cần số mình mới cảm giác là yên tâm, cảm giác là nói chung là nó mang cho mình cái cảm giác là mình cộng thêm khoảng 10 mã lực trong lòng mình. Thiệt ra thì lần trước lúc mà mình lái chiếc xe này ở Hà Nội, lúc mà ra mắt xe, mình đã thấy là nó êm rồi. Tức là cái cảm giác thân xe vững hơn đời cũ, chắc hơn đời cũ, phục thì êm hơn. Cho nên là cái sự mà êm của cái phục thì cái thân xe này khiến cho mình cảm giác là nó không có bị quá bồng bềnh. Và Honda thì cũng như CR-V đời trước, cảm giác lái thì phải nói là tốt nhất trong số các xe Nhật.
Ở đời này thì Honda Sensing đã thêm một vài tính năng khác vào trong cái hệ thống, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng càng ngày càng thuận tiện hơn. Đây bên tay phải mình là các cái nút điều khiển Adaptive Cruise Control. Đó, bên tay trái mình là chỉnh âm thanh, âm lượng, đặc biệt là trên cái cần để mà chỉnh xi nhan á, có thêm một cái nút. Thì khi nhấn vào cái nút này mình sẽ coi được camera. Và một điểm mình thích ở CRV mới đó là họ đã đưa cái kính bên phụ xuống cái cửa, thì nó khiến cho khi chúng ta ngồi ở góc nhìn của người lái á, chúng ta không bị quá che khuất bởi cái cục A. Nếu như các bạn mà để ý những cái xe nào mà có cái cục A lớn và cộng thêm là cái kính lại nằm trên cục A, thì nguyên cái khoảng cái chỗ tam giác đó nó sẽ che đi rất rất nhiều, và khi các bạn lái các bạn sẽ cảm giác là nó tù túng. Còn khi ngồi chiếc CRV thì mình thấy thoáng hơn, cảm giác nó thoáng hơn, cục A cũng nhỏ hơn đời cũ nhiều. Có vẻ như là ở đời này Honda đó, họ đã cố tình khiến cho cái phần kính lái, rồi cái kính chiếu hậu và kính hông nó cho cái cảm giác thoáng. Thành ra là khi chúng ta lái xe chúng ta cảm giác là ngồi xe này nó thoáng lắm. Đây mình đang để cho các bạn nghe tiếng ồn của bên ngoài nè. Tốc độ là 50 km/h trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì đường Nguyễn Hữu Thọ thì các bạn cũng biết rồi, ai mà ở Sài Gòn thì cũng biết rồi, đây không phải là cái đường êm ái lắm. Đó, sẽ có những đoạn các bạn hơi nghe rào rào tí xíu, nhưng đây đã là một cái sự tiến bộ rất lớn của Honda rồi. Thường thì chúng ta sẽ nghe nhiều người nói là xe Honda là ồn, nhưng mà qua cái đời này thì nó dễ chịu hơn rất nhiều. Nó đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Vô lăng thì cực kỳ chuẩn xác. Nãy giờ mình đang chuyển làn qua lại đó, các bạn thấy là mình không cần đánh vô lăng nhiều, tại vì cái độ nhạy vô lăng rất lớn. Nè, các bạn thấy không? Mình điều chỉnh vô lăng rất ít luôn. Mình điều chỉnh vô lăng ít lắm mà. Đây, mình đang chuyển làn đó. Nè, mình lại chuyển làn tiếp nè, cho mọi người xem nè. Đó, nhích vô lăng 1 ly là đi 1 ly, nhích 1 gem là đi 1 gem. Đó là nói về cảm giác độ nhạy vô lăng. Các bạn cứ đi, tức là trước giờ chúng ta hay nói về cái việc cảm giác lái thì nó là cái gì? Thứ nhất là cái độ ổn định khi đi tốc độ cao. Thứ hai là cái độ nhạy vô lăng. Cái thứ ba là cảm giác đạp ga lên thì nó có theo cái ý mình hay không. Cái thứ tư là khi chúng ta giảm lại nó có theo ý mình hay không. Thì chiếc CRV mới này á, trong số các dàn xe Nhật thì đây là một trong những chiếc xe mà được nhiều người dùng thích nhất về cảm giác lái. Bởi vì sao? Thứ nhất là độ nhạy vô lăng, các bạn cũng thấy rồi đó. Đó, mình chuyển làn nè, ở tốc độ 30 và cái độ nhạy vô lăng là cực kỳ tốt. Cái thứ hai nữa là gì? Cảm giác chân ga. Cảm giác chân ga CRV nó không có cảm giác là chúng ta đạp lên mà nó ì, mà nó đi, cái xe nó đi liền luôn. Đó, tất nhiên là cái khối động cơ này khi mà vượt á, nó sẽ bộc lộ ra cái ưu điểm của nó. Tuy nhiên nếu như các bạn thường xuyên sử dụng để đi trong thành phố thì nó lại khiến cho các bạn cảm giác là nó cực kỳ dễ chịu. Và đặc biệt là tiết kiệm. Xe CRV là một chiếc xe rất tiết kiệm. Các bạn thấy trong cái clip này mình nói chuyện nhỏ nhưng mà nó không bị loãng, âm thanh vào trong mic vẫn ok. Đó, các bạn nghe có cái tiếng còi xe tải thì không thể nào chịu nổi rồi đúng không? Nhưng cái tiếng xe máy thì không có. Đây, mình đang đi vào cái chỗ xe máy rất nhiều phía trước, nhưng tiếng xe máy thì không có. Tại vì sao? Tại vì ở đời này là Honda họ đã trang bị hai cái mic. Hai cái mic đó sẽ có tác dụng đó là thu lại âm thanh từ môi trường và sau đó phát ra một cái sóng âm để triệt tiêu cái âm thanh đó. Cái tính năng này thì các bạn có thể gặp ở trên chiếc Ford Ranger hoặc là Ford Raptor từ hồi 2016 tới giờ. Cũng hoặc là trên xe sang. Và nay thì Honda họ đã trang bị trên chiếc xe của họ. Đây không phải là cái để mà chúng ta nói về cái chuyện là nó triệt tiêu tiếng ồn ở dưới gầm nha. Tiếng ồn dưới gầm thì nó rất là khó triệt tiêu, nhưng mà cái tiếng âm thanh của động cơ bên xung quanh, tiếng gió hay là tiếng còi thì nó sẽ triệt tiêu bớt. Wow, mình thích cái vô lăng của Honda quá. Một phần nào đó cho mình cảm giác là không phải mình đi xe Nhật, tại vì thường xe Nhật thì vô lăng khá lỏng lẻo, độ nhạy kém, nhưng mà chiếc này thì ok.
Trong cùng phân khúc thì mình có thể đánh giá độ ồn của con này với con CX-5 là tương đương chứ không có bị ồn hơn đâu mọi người. Rồi, tăng tốc 60. Rõ ràng là có một dạng người họ thích cái kiểu CR-V, tức là nó làm sao ta? Nó là một chiếc xe Honda và nó cứ thế nó đi hoài, nó không có gây phiền hà cho chúng ta, và nó không có quá mạnh, nó cũng không có quá cục xúc, nhưng mà nó tin cậy, nó lướt và nó tiết kiệm. Thì đây là cái kiểu xe dành cho các bạn, tức là chúng ta sẽ không đòi hỏi ở chiếc CR-V mỗi cảm giác tăng tốc cục xúc, mà chúng ta sẽ cảm nhận chiếc CR-V ở chỗ đó là nó là chiếc xe mượt. Và khi các bạn chở gia đình, chở người lớn hay là lái một chiếc xe mà chúng ta chỉ cần nhu cầu là đi từ điểm A đến B, thì đây chiếc xe dành cho các bạn. Nó không phải là một chiếc xe quá xuất sắc trong việc tạo những cái cảm giác phấn khích, nhưng nó là một cái sự lựa chọn khá an toàn cho những người chỉ cần cái nhu cầu chơi mưa chơi nắng. Đặc biệt đó là xe Honda thì như chiếc này là đang là 3.929 cây, và cam đoan với các bạn là khi các bạn chạy 30.000 nó cũng vậy, mà các bạn chạy 150.000 nó cũng vậy thôi. Thiệt luôn, xe Honda thì nó ít có bị xuống lắm mọi người. Ai mà đi xe Honda rồi thì họ sẽ chung cái đánh giá với mình, nó ít bị xuống lắm, nó không có bị xuống cấp đâu. Tức là các bạn đi thì đi hoài được hoài, nó cứ vậy hoài á. Giống kiểu các bạn đi xe của Toyota cũng vậy. Cái độ tiêu thụ nhiên liệu thì cho dù các bạn đi năm đầu tiên hay năm thứ hai, năm thứ ba thì nó vẫn như vậy thôi. Nhưng mà một số giờ hãng xe từ Đức đi, các bạn có thể mới mua về thì nó rất là tiết kiệm, nhưng mà 3 năm sau thì nó không còn tiết kiệm nữa. Còn xe hơi Nhật thì lúc nào nó cũng vậy. Một trong những tính năng mà các bạn đi xe Honda sẽ thích đó là cái Honda Sensin. Nó sẽ giúp các bạn có Adaptive Cruise Control trên này nè. Và khi các bạn đi vào đường kẹt xe hoặc là đi vào khu vực nói chung là kẹt xe thì chúng ta sử dụng cái này rất là tiện. Các bạn cứ bật lên, rồi sau đó là các bạn cho nó bấm cái xe phía trước, xe phía trước đi bao nhiêu thì nó sẽ chạy theo bấy nhiêu, xe phía trước dừng lại nó sẽ dừng lại. Cái bài đó thì mình không có test nữa, tại vì trong cái clip lúc mà chiếc xe này ra mắt mình đã làm rồi, và nó không còn là một cái tính năng gì đó nó quá lạ lẫm, cho nên là mình sẽ không có biểu diễn với các bạn coi hay là mở cho bạn coi nữa, tại vì nó không có còn cái điểm mới mẻ. Nhưng đây sẽ là một cái thứ mà các bạn cần khi mà sử dụng xe và xài rất là nhiều luôn á. Một cái điều mình thích nữa đó là trên cái táp lô chúng ta sẽ thấy có những cái phần để mà điều chỉnh máy lạnh nè, những cái cần điều chỉnh máy lạnh. Thì những cái cần này á, chúng ta khi mà buổi tối chúng ta không cần phải mở đèn lên để mà sờ thấy cái chỗ chỉnh máy lạnh, các bạn chỉ cần dùng tay đụng vào là các bạn sẽ cảm nhận thấy có một cái núm nó lồi lên, và các bạn cứ thế mà chỉnh thôi. Và khi điều chỉnh cái này á, thì chúng ta chỉ cần nắm một cái này, chúng ta điều chỉnh bốn hướng luôn nè. Đây, các bạn nắm một cái cần dày và các bạn có thể điều chỉnh tất cả các hướng. Còn nếu như các bạn sử dụng một cái hệ thống cũ thì chúng ta sẽ gạt qua gạt lại để lên để xuống, thì nó sẽ hơi khó chịu hơn là cái cần dày đó. Còn cái việc mà xi nhan rồi nó bật camera lên thì thôi không nói nữa, tại vì đây là những tính năng trên đời cũ cũng có. Còn trên cái đời mới này chúng ta chủ yếu nói về cảm giác vận hành, cảm giác từ tăng tốc cho tới độ ổn định thân xe, độ êm, độ ồn. Đó là những cái chúng ta cần kiểm tra. Rồi, đây là con đường mà mình hôm rồi có test so sánh 3 xe Basin X7 nè, Veloz nè và Xpander. Đây là con đường ở bên quận 7. Đường này đường gì quay phim? Quên mất tên này. Đường Pháp. Không. Đường này cái con đường rất là nghiệt ngã. Nguyễn Lương Bằng. Nguyễn Lương Bằng, đúng rồi. Quận 7 đẩy ra, Nhà Bè đẩy vào. Đây. Đây là nơi để các bạn thử tiếng ồn. Rồi, 50. 60. Vậy còn đòi gì nữa? Trời ơi. Tiếng ồn vậy mà chơi gì nữa trời. Đây, ok, rất ok.
Đây là con đường rất là sốc nha, các bạn nhìn camera thì cũng thấy rồi đó, rất là sốc. Đó, về CR-V, về vận hành là như vậy. Theo mình thấy là mức giá của Honda cho chiếc xe này á, đối với mình thì không gọi là rẻ đâu. Bởi vì trong cái năm nay có nhiều mẫu xe họ giảm giá cực kỳ sâu. Đó, đối với mình thì đây không phải là một chiếc xe mà gọi là rẻ đâu. Nhưng dù gì thì nó vẫn là CR-V mà mọi người. Hình như là nó đâu có bán mắc hơn cái đời cũ của nó đâu, đúng không? Chẳng qua là trong năm nay thì có nhiều ông tồn kho nhiều quá thì họ bắt buộc phải giảm giá họ bán. Và không có nghĩ là chiếc xe này nó bán mắc. Theo mình là như vậy. Đó, thì không biết ý các bạn ra sao thì vui lòng để lại comment bên dưới ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã subscribe kênh Xe Vui Việt Nam và đã thích clip này. Bye bye.